mọi người vẫy tay một cái vlog vậy hả? Vlog nữa. Vlog. Thôi 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 thôi, tao thấy tao đẹp á. Bây giờ vlog này đặc biệt xíu. Làm gì vậy? Ăn 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 ăn. Gì vậy? Gì vậy? Ăn 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 ăn. Quà 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 quà. Chị nhìn chị không ăn được. Ok. Bánh gì vậy? Hay ghê cái. Thôi, cái khúc này bánh gì? Bánh gì? Mấy mọi người ơi, sáu cái. Từ ra đủ sáu cái. Ngon quá. Ừ đúng rồi, chị không ăn được. Bây giờ nha, sáu cái này thì nói chung là nó đủ vị. Nhưng mà em chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Nhưng mà không có sầu riêng đúng không? Không. Không có này. Cũng có. Em phải nói là có cả bơ cả sầu riêng ở đây. Nó mới không ăn. Đây thế là không phải trước à. Đây là bánh trung thu. Ăn trung thu không? Không, nó cũng hẳn là bánh trung thu gần giống vậy thôi nhưng mà sinh nhật có mẹ em rồi. Hãy đi vào đây mẹ. Trung thu năm nay là sinh nhật có mẹ em rồi. À, nhớ rồi. Nhớ hả? Nhớ hả? Làm nhanh ghê á. Em ăn happy birthday to you luôn đi em. Không không. Không. Bây giờ nha. Khoan, để em nói nha, cái bánh này là bạn em tặng cho em. Xong rồi kêu gửi đâu hai quăng nữa. Có review đúng không? Có review đúng không? Có review đúng không em? Cho nên là em sẽ nên hết bát này đi cho người. Bừng quá là, mà dù mà mặc dù là nó không được nhiều lắm nhưng mà tấm lòng là ok quá. Vui rồi, vui rồi, vui rồi. Mỗi đứa nào nhớ là vui rồi em. Nói chung đẹp là được, chưa gì mà thấy đẹp là thấy vui rồi. Đi không, đi không, đi không, đẹp tương tác. Cảm ơn bạn của chị Ca nha. Cảm ơn anh chị gì đó. Chúc mừng. À, anh chị gì đó hả? À? Anh bụng bự. Anh bụng bự. Chúc anh bụng bự à, buôn may bán đắt. Cảm ơn nha, cảm ơn nha. Ủa, biết buôn bán mà buôn may bán đắt. À, có buôn bán, có buôn bán. Đây là bánh tự làm, bánh handmade đó, nhưng mà nhà ảnh có bán nữa. Rồi rồi, chắc đến thoại cái ở dưới mọi người. Đến thoại dưới mọi người nhớ đi hệ mua đúng rồi. Nhà nó nhìn nó nè. Không nha mọi người ơi. Cưng má cho 11 cái xong rồi cầm tiền. Cái kia nít kia. À đưa vô đây nè, thì đưa vậy chói đó thôi đó. Chói chói, review. Chó chó nè, nhà đi li ti cầm rồi hết chó nè. Trời ơi, chị ơi, ơi. Đẹp màu luôn má ơi. Chị ơi, đẹp màu. Đi đi đúng rồi. Nó lòi đầu lên thử cái thôi nha má ơi. Nó là lỗi cái gì đi. Mày lỗi cái gì đi. Tại chưa ăn mà mày đừng nước rồi. Xin lỗi đi. Cái này là đây thôi. Xin lỗi mọi người. Tức không, tức không. Đừng cười, tức cười cho mẹ. Tức cả cái đồ ăn chưa chị nó làm rồi. Tức cái lồng ngực. Còn chưa được ăn nữa. À, rồi. Tức cái lồng ngực. Tức không. Tức cái lồng ngực. Tức không. Cho em ăn đi. Rồi rồi, phát bánh trung thu nào. Năm nay bé nào ngoan nhất nhở? Em nè. Em nè. Không, bên dưới rửa bên trước nè. Không không không, tới đùa đây đó, cho hai chị trước. Chị nè. Chị nè. Đây nhất là cho yên. Gì gì nữa lại rồi? Chị nào lớn tuổi nhất thì cho chị. Không làm bánh mồm nha. Làm lại. Đóng gì nữa. Ngửi gì mà ngửi. Em nè nha, đưa cho người ta cũng cần phải ngửi của người ta. Chứ mình ăn thơm, thơm này em cho chị. Sao có bị trúng độc không? Mỗi người chia nhau ăn đi. Mỗi người đều được một miếng. Không, chị nghĩ chị đấu nhau đâu rồi. Ăn đẹp đó. Chết tinh đã, chết tinh đã. Khoan khoan hả? Hả chứ hả? Chết chà chà. Cầm máy điện thoại, tự mọi người cầm máy điện thoại check in mọi người. Ờ đúng rồi. Cái này là gì? Đồ ăn tốt cho sức khỏe không? Chất bảo quản. Ủa có mất không? Ê mọi người đưa vào đây. Sorry đi. Không, chất béo hả? Rất béo. Rất béo anh à. Ôi cá rắn ăn mất người ta tặng mà. Ê đưa vào đây đi Mirai. Cái con này. Chơi tôi. Sao chị kinh trên trên. Ủa tự nhiên chị bông ra làm cái gì trời. Trung trung thu có bánh ăn vậy là vui rồi hen. Trung thu rồi xét rồi kìa. Rồi. Thôi là chị in nữa. Chà chà chà. Cái lúc mà người ta chưa có rung là mình đã bấm máy rồi. Chưa kịp làm gì đâu. Giống nhau quá, giống nhau, giống nhau, cứ mình hòa khác thôi.
cười trong camera đâu. Nhìn mì rai, biết bánh nãy giờ ngon, tâm có kìa. Ngon, ngon, ra ngoài vỏ bánh ngon. Ồ. Cái này á, cái nhân cao giống như bánh mù chi vậy á. À, nó hình như là, đúng rồi. Cái này đúng rồi nó. Đúng rồi đó. Ồ, đúng rồi gì rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Món của chị khô hơn thôi. Cái này của chị, cái của chị nó có cái đỏ đỏ nè. Nhưng mà cái của chị nó khác. Khoan nha mọi người, thấy nào? Cái nhân trứng muối nó chảy nước. Ồ, nó chảy nước mà. Nó tươi mà. Tươi mà. Ngon lắm. Nóng ghê quá. Ê, nhưng mà thề nó cái của chị khác của mọi người. Chị ăn cái thử đi. Anh thử nha, anh thử nha. À. Không, cái lúc mà anh này làm ra cái bánh này là anh chỉ đúc một cái nhân. À, nhưng mà cái nhân hình thôi. Bên ngoài. Như làm khác khác bên ngoài. Chị cái miếng đấy đi. Nè. Ngon. Ê, chị thấy cái trứng muối bên trong mà bảo cái anh bạn của em ấy làm cho chị mỗi cái trứng muối bên trong được không? Chị ơi, cho em miếng đấy đi. Bớt đầy hỏi lại. Ê, cái này mà Covid là cả 6 người đều bị luôn nha. Tại vì ăn qua ăn lại. Em nữa. Wow. Wow. Ôi nó chạy ra kìa. Nó nặng tôi tưởng tương ớt mới ghê chứ. Ôi. Cái này ngon nè. Ngon á? Không, cái nào cũng ngon. Tại mấy đứa giống nhau. Ồ, nếu mà ngon thích đặt thì liên hệ mình. Đi đi. Dạ, kèm linh. Kèm linh. Kèm linh hả? Mấy người mà review ý. Kèm linh. Linh để dưới nha mọi người. Đó, đó. Xin lỗi, xin lỗi. Đây, và nếu mà mọi người muốn... Ai review mạnh á. Ê, ăn thử cái này không? Đây á. Không ăn thử. Kèm ăn rồi. Ê, phải đưa nó đi sao á. Cho review ai miếng đó. Thay được rồi. Hôm nay thì nó là được 10kg. 10kg đúng không? Ăn có một miếng 10kg. Cảm giác như là nó nặng nề bụng ghê. Thôi giờ muốn giảm cân lắm luôn. Thôi, em có nào giảm cân lắm luôn nè. Em gặp anh bụng bự là em hết giảm cân. Cảm ơn bụng bự. Biết bụng bự mẹ. Anh bụng bự. À, bữa mới ra ngồi chung rồi đúng không? Có, ngồi chung với bụng bự. Cái anh mà ăn, ngồi ăn mà thiện thiện, em thiện. Ngày ngại. Hay rồi, chắc hay rồi. Con em anh chẳng biết hưởng thù gì cả. Master. Thank you, thank you nha, mình ăn hết rồi. Không còn một tí nào luôn. Ê, chị cũng hết rồi, hết rồi. Cảm ơn nhiều. Ai cũng hết. Ờ, có ai dung bông cho tay ăn ké em không? Ai cũng hết. Có ai ăn ké em không? Không. Dạ, mấy chưa ăn. Ngén rồi. Dạ, không nhầm. Gầy quá cho nhà ăn. Trời ơi, mày bớt đi, Lizzy. Không có nhận mới hộp. Tôi tưởng nó tục cái gì cơ. Lizzy ơi, mình. Bữa nay em lấy xa thôi, người dưới gần. À, em cũng muốn là khi nào giống mình hát thế này nó hơi bị nổi luôn đó. It's a Lớp đi, hết lớp đi. Tí cái đó vui á. Em ý nghĩ Lizzy, ý chị muốn nói ấy. Là mình xem sao cái chỗ này nó cho thuê xe, cho thuê đi kiểu gì á. Xong kêu bác tài xế thì mình mua vé mình đi á. Ý là cho vui nhóm cả nhóm. Mà đi tầng 2 nhé, không tầng 1 đâu. Tầng 2 mới gắn được khoảng. Ờ, đó chứ tầng 1 tầm bố không thể làm gì cả. Thì ý là mình lên đây rồi mình bật nhạc mình hát cũng được thì sẽ nổi bay đi lắm về với xe đó rồi. Đúng rồi, có cái anh kia make up ở trên này nè anh. Mọi người bây giờ chúc trung thu các bạn phát áo ao đi. Trung thu à, chúng tôi mua nào mọi người ơi, nhanh quá ha. Mới trung thu năm đấy chúng ta còn livestream. Còn livestream còn các bạn theo dõi, các bạn theo dõi được mình. Mà giờ đây chúng ta mỗi người một ngồi một hướng. Ủa gì má? Mỗi người một hướng để mỗi người một hướng. À đúng rồi. Ngồi vòng tròn là mỗi người một hướng rồi. Nói chung là chúc mọi người trung thu vui vẻ. Chúc mọi người trung thu có nhiều bánh trung thu để ăn để lăn. Chúc mọi người có một cái trung thu ấm áp bên gia đình. Chúc mọi người trung thu có bầu. Chúc mọi người trung thu không có mập. Trung thu không có mập. Nói gì đi. Rồi. Chúc mọi người có một trung thu vui vẻ. Yeah. Bye. 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 Đây là clip. Không, đây là vlog của Kaka nha mọi người. Bye bye.